Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những clip tin tức thời sự trong thời gian qua. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba thành viên NATO chuyển hơn 70 tiêm kích cho Ukraine. Căn cứ quân sự bị pháo kích, 70 lính Ukraine thiệt mạng. Rủi ro chiến tranh hạt nhân và phản ứng của Mỹ sau cảnh báo của ông Putin. Công bố các đường bay giải cứu người Việt rời vùng chiến sự Ukraine. Quan chức cấp cao EU thừa nhận điều không thể làm khi trừng phạt Nga. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ba thành viên NATO chuyển hơn 70 tiêm kích cho Ukraine. Thưa quý vị, ba nước thành viên NATO sẽ chuyển hơn 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine giữa lúc nước này đang phải đối mặt với các trận pháo kích của Nga. Theo thông báo của Văn phòng Báo chí Hải quân Ukraine hôm 1 tháng 3, Bulgaria, Ba Lan và Slovakia sẽ chuyển giao 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Các máy bay chiến đấu này có thể đồn trú tại các sân bay ở Ba Lan. Reuters dẫn thông báo cho biết, nếu cần thiết, các máy bay này có thể đồn trú tại các sân bay của Ba Lan, từ đó các phi công Ukraine sẽ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Theo Hải quân Ukraine, Bulgaria sẽ chuyển giao 16 máy bay chiến đấu MiG-29 và 14 máy bay tấn công Su-25. Ba Lan sẽ chuyển giao 28 máy bay MiG-29 và Slovakia sẽ chuyển giao 12 máy bay MiG-29. Trước đó, ông Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ngày 27 tháng 2 cho biết, Ngoại trưởng của các nước thành viên EU đã nhất trí gửi 450 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoài ra, một khoản viện trợ khác trị giá 50 triệu euro cũng được cung cấp cho mục đích trang bị vũ khí không sát thương. Gói viện trợ quân sự của EU còn bao gồm cung cấp máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Ukraine. Mỹ và các nước châu Âu vẫn đang tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26 tháng 2 thông báo Washington sẽ hỗ trợ số vũ khí trị giá 350 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 6, tuy nhiên căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phái đoàn của Nga và Ukraine ngày 28 tháng 2 đã gặp nhau tại Belarus để đàm phán, song không đạt được kết quả cụ thể. Hai bên được cho là sẽ tiếp tục đàm phán trong những ngày tới. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cáo buộc Nga pháo kích vào các thành phố, bao gồm các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quân sự, nhằm gây ra sự hoảng loạn cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, Nga ngay từ đầu đã tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine không nhắm vào mục tiêu thường dân và các cơ sở quân sự. Trong khi đó, thị trưởng Mariupol đã cho biết, thành phố cảng phía nam Ukraine đang hứng chịu các trận pháo kích liên tục khiến dân thường thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Thị trưởng Vadim Boychenko cáo buộc, các khu dân cư của chúng tôi bị pháo kích trong 5 ngày qua. Họ dùng pháo, tên lửa, không quân tấn công chúng tôi. Người đứng đầu thành phố Kharkov Oleg Sinegubov đã cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã trút xuống trung tâm thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đánh trúng vào các khu dân cư và tòa nhà chính quyền. Ông Sinegubov cho biết, Nga đã phóng tên lửa vào Kharkov, nhưng lực lượng phòng vệ của thành phố vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Căn cứ quân sự bị pháo kích, 70 lính Ukraine thiệt mạng. Thưa quý vị, quan chức Ukraine cho biết hơn 70 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi lực lượng Nga nã pháo vào một căn cứ quân sự. Hơn 70 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi pháo binh Nga bắn trúng một căn cứ quân sự ở Ortivka, thành phố nằm giữa Kharkov và Kiev. Hãng tin Reuters ngày 1 tháng 3 dẫn thông báo của người đứng đầu khu vực Dmytro Zhivitsky trên Telegram. Ông Zhivitsky đã đăng những bức ảnh cho thấy tòa nhà 4 tầng bị cháy đen ở Ortivka. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Trong một bài đăng trên Facebook sau đó, ông Zhivitsky cho biết nhiều binh sĩ Nga và một số người dân địa phương cũng thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào cuối tuần qua. Thành phố Kharkov và thủ đô Kiev hiện vẫn là hai điểm nóng quân sự tại Ukraine. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vẫn đang leo thang căng thẳng. Thành phố Kherson ở miền nam Ukraine đang bị lực lượng Nga bao vây. Truyền thông Ukraine đưa tin sáng 1 tháng 3, thành phố thực sự bị bao vây, có rất nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga ở mọi phía. Họ thiết lập các trạm kiểm soát ở các lối ra vào.
Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Masa có trụ sở tại Mỹ cho thấy đoàn xe quân sự dài khoảng 64 km của Nga đang di chuyển ở khu vực Tây Bắc Kiev. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng thủ đô Kiev có thể sẽ phải đối mặt với một xung đột quy mô lớn trong những ngày tới. Theo Masa, đoàn xe quân sự của Nga đang ở rìa phía đông của sân bay Antonov. Đoàn xe gồm hàng trăm xe bọc thép, xe tăng, xe chở pháo và hỗ trợ hậu cần. Sân bay Antonov là nơi diễn ra cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine trong những ngày gần đây. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 28 tháng 2 tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 1.146 mục tiêu quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Trong số các mục tiêu bị tấn công, có 31 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 81 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1, OSA và 75 trạm radar. Ngoài ra, ông Konashenkov cho biết 311 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 42 máy bay và trực thăng, 51 hệ thống rocket phóng loạt, 147 pháo dã chiến và súng cối, 263 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã tiến xa hơn cả ở hai khu vực ly khai tại miền đông Ukraine. Ông Konashenkov nói rằng trong 24 giờ qua, 110 quân nhân Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí. Trong bài phát biểu vào tối 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chỉ trong 5 ngày chiến sự, Nga đã tiến hành 56 cuộc tấn công bằng tên lửa và phóng 113 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraine. Rủi ro chiến tranh hạt nhân và phản ứng của Mỹ sau cảnh báo của ông Putin. Thưa quý vị, việc Tổng thống Putin hạ lệnh lực lượng hạt nhân cảnh giác cao ngay giữa cuộc xung đột ở Ukraine đã đặt Tổng thống Biden trước những lựa chọn hiếm khi được tính bởi trong kỷ nguyên hạt nhân, trong đó có việc liệu có đặt lực lượng hạt nhân Mỹ trong mức cảnh báo cao hay không. Tình hình hiện nay với hàng loạt sự kiện đáng chú ý, hoàn toàn khác với thời điểm cách đây một năm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đều có cùng quan điểm tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Geneva, rằng chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và không bao giờ được xảy ra. Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Putin yêu cầu các quan chức quân đội và quốc phòng cấp cao đặt các lực lượng hạt nhân vào trong chế độ trực chiến đặc biệt, nhưng không làm rõ ngay rằng điều này sẽ thay đổi tình trạng của lực lượng hạt nhân ở Nga như thế nào. Nga, giống như Mỹ, luôn đặt các tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, do cho rằng đối phương đã bố trí các tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Tổng thống Putin khẳng định rằng ông sẽ phản ứng trước các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây khác trong những ngày gần đây, cũng như những tuyên bố gây hấn nhằm vào nước này. Chính quyền Tổng thống Biden đang đánh giá động thái của ông Putin. Trên thực tế, những tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga cùng với cảnh báo kiểu này hiếm khi được đưa ra, thậm chí cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi mà những kho hạt nhân của Mỹ và Liên Xô đe dọa thế giới rơi vào ngày tận thế hạt nhân. Các quan chức Mỹ thừa nhận họ không biết ý định thực sự của Tổng thống Putin, nhưng hiếm khi một nhà lãnh đạo Nga hay Mỹ nào lại đưa ra lời cảnh báo ám chỉ về chiến tranh hạt nhân giữa bối cảnh cuộc chiến đang căng thẳng. Do đó, rủi ro của chiến tranh hạt nhân không thể bị loại bỏ. Tại Nga giống như Mỹ, các tổng thống có thẩm quyền riêng để ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Cho tới nay, Mỹ và Nga là hai nước sở hữu kho hạt nhân lớn nhất thế giới. Chúng bao gồm các vũ khí có thể được mang bởi các máy bay, tàu ngầm và các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất. Lần duy nhất trong lịch sử vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến đấu là khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945 và ở thời điểm Mỹ ở thế độc quyền toàn cầu về vũ khí hạt nhân. Liên Xô đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1949. Darryl Kimball, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nhận định, tuyên bố của Tổng thống Putin khi ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân cảnh giác cao là một quyết định đáng tiếc nhưng không hoàn toàn bất ngờ giữa bối cảnh trước đó. Nhà lãnh đạo này đã ám chỉ sẽ phản ứng trước bất kỳ quốc gia nào ngăn cản chiến dịch của Nga ở Ukraine. Ông Kimball lưu ý, đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng này và chúng ta cần hối thúc các nhà lãnh đạo lùi khỏi bờ vực chiến tranh hạt nhân. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đáp trả trước thông báo của Tổng thống Putin về việc đặt lực lượng hạt nhân trong chế độ trực chiến đặc biệt. Có lẽ một phần bởi Washington vẫn chưa rõ điều đó có ý nghĩa gì trong thực tế. Không có tuyên bố nào từ phía Mỹ cho thấy Tổng thống Putin đã thực hiện những bước đi gây lo ngại như trang bị các vũ khí hạt nhân hay phân bổ các máy bay có khả năng hạt nhân hoặc điều thêm các tàu ngầm tên lửa đạn đạo trên biển. Ngoài lực lượng hạt nhân chiến lược, Nga sở hữu ít nhất 2.000 vũ khí hạt nhân không chiến lược, còn được gọi là các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Chúng được gọi là không chiến lược bởi chúng không thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Tuy nhiên, hầu như các quốc gia châu Âu đều cảm thấy lo ngại trước tầm bắn của các vũ khí này. Mỹ có khoảng 200 vũ khí không chiến lược ở châu Âu. Công bố các đường bay giải cứu người Việt rời vùng chiến sự Ukraine. Thưa quý vị, các điểm đón công dân Việt Nam rời vùng chiến sự Ukraine trước mắt được xác định tại Ba Lan, Hungary, Slovakia, Liên bang Nga, Belarus, Bucharest, Romania. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo phương án tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước. Ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khẳng định, hãng luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của chính phủ. Ông Quang nhấn mạnh, Vietnam Airlines đã có kinh nghiệm tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam về nước từ nhiều vùng chiến sự. Vì vậy, hãng có đủ lực lượng, trình độ và bản lĩnh để triển khai chuyến bay tương tự khi có yêu cầu. Cũng theo ông, căn cứ vào tình hình thực địa, thực chiến và các yếu tố khác, hãng đã xây dựng các phương án để hạ cánh đón công dân. Ông Quang thông tin, hiện tại ở vùng chiến sự, toàn bộ vùng trời Ukraine, một phần phía tây nam của Nga đã tạm đóng cửa với máy bay dân sự. Sau đó nếu có chuyến bay, phải đưa công dân Việt Nam tới các vùng được phép bay và an toàn, sau đó mới đưa máy bay đến đón. Hãng hàng không quốc gia đã xây dựng các phương án bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine với các đường bay theo thứ tự ưu tiên. Đường bay từ Hà Nội đến Warsawa của Ba Lan, kế đó là Hà Nội Budapest, Hungary, Hà Nội Bratislava, Slovakia, Hà Nội Moscow, Liên bang Nga và Hà Nội Minsk, Belarus. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, tàu bay, phi công, tiếp viên và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai thác về Cục trước ngày 2 tháng 3 năm 2022. Cơ quan này sẽ thông báo đến các hãng hàng không về việc thực hiện các chuyến bay nêu trên khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 1 tháng 3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại châu Âu, Warsaw, Ba Lan, Bucharest, Romania, Budapest, Hungary, Bratislava, Slovakia, Moscow, Nga, Minsk, Belarus, để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước. Theo Cục Hàng không, ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của chính phủ, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước. Trong công điện về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt và thành viên gia đình về nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và kiến nghị biện pháp phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Quan chức cấp cao EU thừa nhận điều không thể làm khi trừng phạt Nga. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo phương Tây cuối tuần qua đã nhất trí về một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tờ Sputnik của Nga dẫn lời ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của EU cho hay, các bộ trưởng ngoại giao của EU dự định đồng thuận ngay sau ngày 27 tháng 2, theo giờ địa phương, về loạt biện pháp mới trừng phạt Nga. Vị quan chức cấp cao của EU tuyên bố, hôm 27 tháng 2, chúng tôi sẽ thông báo sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên EU với loạt biện pháp trừng phạt tổng thể, mở đường cho việc điều chỉnh nhanh chóng các hành động cần thiết. Cụ thể, ông Borrell cho biết, các bộ trưởng ngoại giao EU đồng ý ngắt kết nối với một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Tuy nhiên, ông Borrell không nêu chi tiết tên ngân hàng Nga bị áp lệnh trừng phạt này, chỉ lưu ý rằng việc đưa các ngân hàng nào vào danh sách trừng phạt sẽ tiếp tục đến tối ngày 27 tháng 2. Khoảng một nửa nguồn dự trữ tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga sẽ bị đóng băng khi biện pháp trừng phạt này được áp dụng. Ông Borrell nói thêm và giải thích rằng hơn một nửa nguồn dự trữ của Moscow được giữ trong ngân hàng của các nước G7. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của EU kỳ vọng các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động mạnh đến hệ thống tài chính của Nga. Ông Borrell tuyên bố, các quốc gia thành viên của EU đã nhất trí về việc thực hiện các quyết định trừng phạt trước sáng ngày 28 tháng 2 khi các ngân hàng trung ương hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông Borrell thừa nhận rằng EU không thể phong tỏa nguồn dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow hoặc Trung Quốc. Vị quan chức cấp cao của EU cũng thừa nhận Moscow những năm gần đây đã đưa nguồn dự trữ tới các quốc gia không bị chi phối bởi chính sách của EU. Ông Borrell còn lưu ý, Nga đã chuẩn bị tài chính để đối phó với tình hình hiện tại và các lệnh trừng phạt trong tương lai khi chuyển nguồn dự trữ khỏi đồng đô la và đầu tư sang đồng euro và nhân dân tệ.
Ngoài ra, ông Borrell cho biết không thể cắt đứt hệ thống tài chính của một quốc gia vốn có tính liên kết chặt chẽ với các quốc gia khác trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, ông Borrell nhấn mạnh, mức độ ngắt kết nối các ngân hàng Nga với dòng tài chính quốc tế đã được điều chỉnh và tính toán cẩn thận để gây thiệt hại tối đa cho hệ thống tài chính Nga, đồng thời vẫn duy trì mức độ kết nối tối thiểu với các hệ thống tài chính khác.